xin một chỗ nhỏ nhoi trong trái tim của Chúa mà thôi, để con chôn vùi tội lỗi tháng năm qua bỏ Chúa trong đời. Trái tim Chúa rộng lượng thứ tha, trái tim Chúa đầy tình thiết tha, trái tim Chúa ôi thật hay thà. Trái tim Chúa đầy lòng xót thương, trái tim Chúa đầy lòng mến thương, trái tim Chúa như cửa thiên đường để đưa ta đến suối muôn yêu thương. Con xin một chỗ bình yên trong trái tim của Chúa tình yêu, để con yêu Ngài mãi mãi, tháng năm qua chẳng chút phai nhòa. Trái tim Chúa rộng lượng thứ tha, trái tim Chúa đầy tình thiết tha, trái tim Chúa ôi thật hay thà. Trái tim Chúa đầy lòng xót thương, trái tim Chúa đầy lòng mến thương, trái tim Chúa như cửa thiên đường để đưa ta đến suối muôn yêu thương. Con xin một chỗ tựa trong trái tim của Chúa tình thương, đời con an nghỉ vui sướng tháng năm qua ở chốn giao đường. Trái tim Chúa rộng lượng thứ tha, trái tim Chúa đầy tình thiết tha, trái tim Chúa ôi thật hay thà. Trái tim Chúa đầy lòng xót thương, trái tim Chúa đầy lòng mến thương, trái tim Chúa như cửa thiên đường để đưa ta đến suối muôn yêu thương. Con xin một chỗ lặng thinh trong trái tim của Chúa đẹp xinh, đời con chân thành tin kính, tháng năm qua nguyện sống hết tình. Trái tim Chúa rộng lượng thứ tha, trái tim Chúa đầy tình thiết tha, trái tim Chúa ôi thật hay thà. Trái tim Chúa đầy lòng xót thương, trái tim Chúa đầy lòng mến thương, trái tim Chúa như cửa thiên đường để đưa ta đến suối muôn yêu thương. Trái tim Chúa rộng lượng thứ tha, trái tim Chúa đầy tình thiết tha, trái tim Chúa ôi thật hay thà. Trái tim Chúa đầy lòng xót thương, trái tim Chúa đầy lòng mến thương, trái tim Chúa như cửa thiên đường để đưa ta đến suối muôn yêu. Muốn cho con được cứu thoát, Chúa dẫn con đi qua cửa hẹp, nẻo đường dạy con sống trung thành, ơn gọi theo Chúa. Bởi lối thanh thang và dễ dãi, có những đam mê luôn vẫy gọi, từng ngày làm con lãng quên Ngài, xa rời cây tim. Hãy giúp con chấp nhận cùng Chúa qua cửa hẹp, dù khốn khó gian nan, và hãy giúp con chiếm được hạnh phúc qua cửa hẹp.
hạnh phúc ân tình. Nhiều lúc con ích kỷ tính toán, cứ giữ tin yêu theo ý mình, tưởng rằng mình đang sống vuông tròn những điều Chúa muốn. Nào có hay đâu mình với Chúa đã khác xa nhau bao nẻo đường, chẳng cùng Ngài yêu đến hao mòn quên cả bản thân. Hãy giúp con chấp nhận cùng Chúa qua cửa hẹp, dù khốn khó gian nan, và hãy giúp con chiếm được hạnh phúc qua cửa hẹp, hạnh phúc ân con theo đầy thách đố, vẫn thấy chơi vơi khi khốn cùng, thập tự làm con ngã nghiêng lòng, con sợ chen đắng. Nguyện Chúa bên con cùng chiến đấu, hãy đỡ nâng con khi yếu hèn, vực dậy hồn con lúc mỏi mòn, can trường xin vâng. Hãy giúp con chấp nhận cùng Chúa qua cửa hẹp, dù khốn khó gian nan, và hãy giúp con chiếm được hạnh phúc qua cửa hẹp, hạnh phúc ân tình. Hãy giúp con chấp nhận cùng Chúa qua cửa hẹp, dù khốn khó gian nan, và hãy giúp con chiếm được hạnh phúc qua cửa hẹp, hạnh phúc ân tình. Xa Chúa, xa tình Chúa, yêu Chúa,
trong Chúa hằng thứ tha, lương Chúa hay hà. Bước theo thời gian, lòng con băn khoăn bối rối, tìm một tình yêu không phai tàn như bóng mây. Tháng năm miệt mài, con còn gì dâng ngài? Đời con lỡ bước, nhưng Chúa không chối từ. Lương Chúa hay hà, quyết tâm từ đây bền gan tin yêu nơi Chúa. Dù đời chông gai cho con lòng không đổi thay, Chúa luôn nhân từ, nơi ngài là hy vọng, là nơi nương náu cho tâm hồn. Cuộc đời con, đời tội lỗi, bao điều trái ngang, bao điều dối gian, Chúa đã xót thương. Từ nhiều năm, đã nhiều năm lòng xa Chúa, Chúa hằng ngóng trông, Chúa hằng thứ tha, lương Chúa hay hà. Kính mời quý vị cùng lắng nghe 5 phút lời Chúa được thực hiện bởi Học viện Dòng Ngôi Lời. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu lớn tiếng nói rằng: Ai tin vào tôi thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi. Ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi. Tôi là ánh sáng, tôi đã đến thế gian để bất cứ ai tin vào tôi thì không ở lại trong bóng tối. Ai nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ thì không phải chính tôi xét xử người ấy, vì tôi đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian. Ai từ chối tôi và không đón nhận lời tôi thì có quan tòa xét xử người ấy. Chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. Thật vậy, không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha Đấng đã sai tôi truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì. Và tôi biết mệnh lệnh của người là sự sống đời đời. Vậy những gì tôi nói thì tôi nói đúng như Chúa Cha đã nói với tôi. Ánh sáng và bóng tối là hình ảnh của hai thái cực đêm và ngày. Ngày mang lại cho chúng ta ánh sáng, đêm đem đến cho ta sự tối tăm mờ mịt. Trình thuật tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu khẳng định cho chúng ta một chân lý: Tôi là ánh sáng, tôi đã đến thế gian để bất cứ ai tin vào tôi thì không ở lại trong bóng tối. Như thế, Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta biết chính Ngài là ánh sáng thế gian, và những ai tin vào Ngài sẽ không còn đi trong tăm tối.
Chúa Giêsu là ánh sáng, Ngài đến để soi dẫn cho con người bước đi trên con đường của sự thật, của tình yêu và lòng thương xót. Là ánh sáng, Ngài đến để dẫn dắt ta bước ra khỏi bóng đêm của tội lỗi, của những đam mê, của những bất hòa chia rẽ. Nhưng để nhận thấy ánh sáng, Ngài đòi hỏi nơi chúng ta một niềm tin. Chính niềm tin sẽ dẫn chúng ta ra khỏi bóng tối của những sai lầm và sự dữ, để đưa chúng ta vào miền tràn ngập ánh sáng. Thế nhưng, làm sao chúng ta có thể nhận ra chúng ta đang sống và bước đi trong ánh sáng của Đức Giêsu? Tiêu chuẩn nào đánh giá chúng ta đang sống trong ánh sáng của Ngài? Thánh Gioan Tông Đồ đã cho chúng ta câu trả lời. Ai nói mình ở trong ánh sáng mà lại ghét anh em mình thì vẫn còn ở trong bóng tối. Ai yêu thương anh em mình thì ở lại trong ánh sáng, và nơi người ấy không có gì nên cớ vấp phạm. Nhưng ai ghét anh em mình thì ở trong bóng tối, và đi trong bóng tối mà chẳng biết mình đi đâu, vì bóng tối đã làm cho mắt người ấy ra mù quáng. Sứ điệp lời Chúa hôm nay như một lời mời gọi mỗi chúng ta hãy xét lại đời sống của mình. Liệu chúng ta có đang tin vào Chúa Giêsu và để cho ánh sáng của Ngài soi sáng, dẫn lối cho những hành động trong cuộc đời chúng ta không? Lạy Chúa Giêsu, thế giới hôm nay vẫn còn chìm ngập trong bóng tối. Xin đừng để bóng tối của tội lỗi và sự dữ thống trị tâm hồn và đời sống của chúng con. Amen. Nguyện cho lời Chúa Kitô cư ngụ dồi dào trong anh chị em, để tất cả những gì anh chị em làm, trong lời nói cũng như trong hành động, tất cả mọi sự anh chị em hãy làm vì danh Chúa Kitô, nhờ Người mà tạ ơn Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin khắc vào Chúa, vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin khắc của mỗi chúng con. Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự dữ, con người hôm đang sống trong tuyệt vọng lo âu. Chúng con đến kêu cầu Chúa giàu lòng xót thương, Ngài mở ra con đường đưa đến tận nguồn suối yêu thương. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin khắc vào Chúa, vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin khắc của mỗi chúng con. Thánh thần Cha ban cho thế gian thấy được tội lỗi, Thánh thần yêu thương dẫn nhân loại về với Chúa, thu nhận hết tội mình. Chúa rộng tình thứ tha, thân xa Chúa xa hòa, đưa ta về cùng với Chúa Cha. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin khắc vào Chúa, vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn
Chúa, lòng tin thác của mỗi chúng con. Con nguyện dâng Cha là đấng cao tôn và chí thánh. Mau mình con Cha đầy tâm linh hồn và thiên tính, để đem những tội tình của loài người chúng sinh. Ngài chết trao thân mình, đem ta về dòng nước tái sinh. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa, vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con, thánh thần Cha ban cho thế gian thấy được tội lỗi, thánh thần yêu thương đưa dân nhân loại về với Chúa, thu nhận hết tội mình. Chúa rộng tình thứ tha, thân ra Chúa sao hòa, đưa ta về cùng với Chúa Cha. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa, vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Con nguyện dâng Cha là đấng cao tôn và chí thánh. Mau mình con Cha đầy tâm linh hồn và thiên tính, để đem những tội tình của loài người chúng sinh. Ngài chết trao thân mình, đem ta về dòng nước tái sinh.
dâng Chúa tâm lòng thờ kính. Đoàn con mong ước tháng năm sống đời an vinh, Chúa ơi hãy ban xuống cho Việt Nam thanh bình. Thánh tâm Giêsu từ bi vô ngần, không bao giờ chê chối lời ai nài ban. Giờ này đoàn con dâng lên lời nguyện xin tha thiết, thánh tâm Giêsu làm vua đất Việt muôn đời. Giêsu chúng con tới đây sắp mình, uy quyền năm tháng che chở hội thánh. Đoàn con công giáo luôn vui sống đời ban xuống cho Việt Nam thanh bình. Thánh tâm Giêsu từ bi vô ngần, không bao giờ chê chối lời ai nài ban. Giờ này đoàn con dâng lên lời nguyện xin tha thiết, thánh tâm Giêsu làm vua đất Việt muôn đời. Giêsu chúng con tới đây sắp mình, ước nguyện Nam Bắc chung lòng sùng kính. Đoàn con chung tiếng hoan ca dâng lời tôn vinh, Chúa ơi hãy ban xuống cho Việt Nam thanh bình. Thánh tâm Giêsu bao giờ chê chối lời ai nài ban. Giờ này đoàn con dâng lên lời nguyện xin tha thiết, thánh tâm Giêsu làm vua đất Việt muôn đời. Thánh tâm Giêsu từ bi vô ngần, không bao giờ chê chối lời ai nài ban. Giờ này đoàn con dâng lên lời nguyện xin tha thiết, thánh tâm Giêsu làm vua đất Việt muôn
cầu cho chúng con